Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lịch thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kỷ lục lịch sử 12.5 triệu người hành hương viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mỹ Tây Cơ. Cây thông Noel cao 12 mét ở Kyiv đang được trang trí bằng những vòng hoa tiết kiệm năng lượng. Một cặp vợ chồng có 7 người con được Giáo hội Công giáo phong trương phước vì tiểu đạo dưới Tây Đức Quốc xã. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Kỷ lục lịch sử 12.5 triệu người hành hương viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mỹ Tây Cơ. Các nhà chức trách đã xác nhận con số lịch sử là 12.5 triệu người hành hương đã viếng thăm Đức Mẹ Guadalupe tại đền thánh của Mẹ ở thành phố Mexico trong những ngày gần đây. Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 12, Ban Thư ký Chính quyền thành phố Mexico cho biết thủ đô Mexico đã tiếp nhận 12.500.000 khách hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe. Cơ quan này cho biết con số này đã phá kỷ lục về lượng khách hành hương. Vương cung Thánh đường Guadalupe là thánh địa kính Đức Mẹ được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới và thậm chí còn vượt quá số lượng khách hành hương đến thành phố Vatican. Theo truyền thống, hơn 10 triệu người hành hương bắt đầu đến từ thủ đô Mỹ Tây Cơ trong vài ngày đầu tháng 12 từ các vùng khác nhau của đất nước, trong nhiều trường hợp là đi bộ. Khi đến đền thờ Đức Mẹ, những người mộ đạo chiêm ngưỡng và cầu nguyện trước hình ảnh đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên áo choàng của Thánh Juan Diego bản địa vào ngày 12 tháng 12 năm 1531. Các cuộc hành hương lên đến đỉnh điểm vào đêm ngày 11 tháng 12, khi hàng trăm ngàn người lấp đầy đền thánh Đức Mẹ và quảng trường của nó để hát bài Las Mananitas cho Đức Trinh Nữ Guadalupe, một bài hát truyền thống của Mexico để mừng sinh nhật. Nhiều người hành hương đến Vương cung Thánh đường Guadalupe đã qua đêm trong quảng trường nhà thờ. Do đại dịch COVID-19 vào năm 2020 và năm 2021, các cuộc hành hương đã bị đình chỉ và các tín hữu không được phép qua đêm bên ngoài nhà thờ. Ban Thư ký Chính phủ thành phố Mỹ Tây Cơ nhấn mạnh rằng những ngày hành hương diễn ra trong hòa bình và không trường hợp đáng tiếc gây thương tích hoặc các sự việc. Ban Thư ký cho biết, điều quan trọng là phải nêu bật hành vi gương mẫu của giáo dân, những người đã được bảo vệ an toàn từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 12, thông qua chiến dịch chào mừng người hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ 2022, do Chính phủ thành phố Mỹ Tây Cơ thực hiện. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Guadalupe. Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra nhiều lần vào năm 1531 với Thánh Juan Diego, một người Zestec cải đạo sang Công giáo tại quê hương Mỹ Tây Cơ của ông. Metiza Mary hay Đức Mẹ Guadalupe đã nói chuyện với Juan Diego một cách nhẹ nhàng như một người mẹ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy. Vào ngày 12 tháng 12, trong lần xuất hiện cuối cùng với Juan Diego, mẹ đã ra lệnh cho anh hái những bông hồng mọc trái mùa vào tháng 12 trên đồi Tebeyet và mang chúng đến cho Đức Giám mục để làm bằng chứng cho việc mẹ yêu cầu xây dựng một nhà thờ ở đó. Khi Juan Diego để những bông hồng rơi ra khỏi áo choàng của mình, hình ảnh kỳ diệu của Đức Mẹ Guadalupe xuất hiện trên đó, thuyết phục được Đức cha Fray Juan de Zumarraga. Gần 500 năm sau, hình ảnh gốc của Đức Mẹ Guadalupe vẫn được lưu giữ trong đền thờ của mẹ ở Mexico City. Kể từ đó, chiếc áo choàng được hàng triệu người tôn kính mỗi năm và hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe đã trở nên phổ biến trong văn hóa Mỹ Tây Cơ. Những kẻ bài trừ Công giáo đã cố gắng phá hủy bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe bằng thuốc nổ được giấu trong một bông hoa đặt trên bàn thờ trước bức ảnh. Vụ nổ không gây thiệt hại cho bức ảnh kỳ diệu của Đức Mẹ và tấm kính bảo vệ bức ảnh của Đức Mẹ thậm chí không bị vỡ, mặc dù phần còn lại của nhà thờ đã bị hư hại nặng nề. Cây thông Noel cao 12 mét ở Kyiv đang được trang trí bằng những vòng hoa tiết kiệm năng lượng. Tại quảng trường Sofia của Kyiv, một cây thông Noel cao 12 mét sẽ được trang trí bằng những vòng hoa tiết kiệm năng lượng, được cung cấp bởi một máy phát điện vào những thời điểm cụ thể, theo thị trưởng Kyiv, Vitaly Klitschenko.
Klitschko đã đăng một báo cáo tiến bộ lắp đặt cây nhân tạo lên tài khoản Telegram của mình. Khi thành phố tiếp tục bị mất điện do các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga hôm thứ Sáu. Thị trường cho biết khoảng 1.000 quả bóng màu xanh và vàng cùng chim bồ câu trắng sẽ trang trí cây thông, với một cây đinh ba tiêu biểu của Ukraine đặt trên đỉnh. Cờ của các quốc gia đang ủng hộ Ukraine sẽ được đặt ở dưới cùng của cây thông. Sẽ không có chợ Giáng sinh, các sự kiện giải trí đại chúng hoặc cưỡi ngựa ở quảng trường Sofia như các năm trước. Tháng trước, Klitschko nói với hãng tin Ukraine RBC Ukraine rằng cây thông Giáng sinh của thành phố vẫn sẽ được dựng lên trong bối cảnh chiến tranh để nhắc nhở con cái chúng ta về không khí năm mới. Klitschko nói với mạng, không ai sẽ hủy bỏ năm mới và Giáng sinh, và sẽ có một bầu không khí của ngày lễ. Chúng ta không thể để Putin đánh cắp Giáng sinh của chúng ta. Một cặp vợ chồng có 7 người con được Giáo hội Công giáo phong chân phước vì tử đạo dưới tay Đức Quốc xã. Đức Thánh Cha Francisco đã công nhận sự tử vì đạo của một cặp vợ chồng có 7 người con đã bị Đức Quốc xã giết vì đã che giấu một gia đình Do Thái trong nhà của họ ở Ba Lan. Hôm 17 tháng 12, Đức Thánh Cha đã ký một sắc lệnh về sự tử đạo của Joseph và Victoria Omar, những người đã bị xử tử cùng với tất cả các con của họ vào năm 1944. Trung tâm tưởng niệm Holocaust Thế giới đã vinh danh cặp vợ chồng này là những người công chính giữa các dân nước vì sự hy sinh mạng sống của họ. Với sự công nhận tử vì đạo của họ bởi Đức Giáo Hoàng, cặp vợ chồng người Ba Lan giờ đây có thể được phong chân phước cùng với 7 người con của họ, trong đó có một đứa con chưa chào đời. Sáng sớm ngày 24 tháng 3 năm 1944, một đội tuần tra của Đức Quốc xã đã bao vây nhà của Joseph và Victoria Omar ở ngoại ô làng Markova ở đông nam Ba Lan. Họ phát hiện ra 8 người Do Thái trú ẩn tại trang trại Omar và hành quyết họ. Cảnh sát Đức Quốc xã sau đó đã giết Victoria, người mang thai 7 tháng, và Joseph. Khi những đứa trẻ bắt đầu la hét khi nhìn thấy cha mẹ mình bị sát hại, Đức Quốc xã cũng bắn chúng. Stanislava, 8 tuổi, Barbara, 7 tuổi, Vladislav, 6 tuổi, Franciszek, 4 tuổi, Anthony, 3 tuổi, và Maria, 2 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco đã ký sắc lệnh về sự tử đạo của họ vào sinh nhật lần thứ 86 của Ngài, thúc đẩy 15 án tuyên thánh khác, bao gồm cả việc công nhận đức tính anh hùng của Matteo Ricci, một nhà truyền giáo dòng tên nổi tiếng vào thế kỷ 17 ở Trung Quốc. Đức Thánh Cha cũng chấp thuận việc hiến dâng mạng sống của Franz de Castro Havard, một luật sư người Brazil, người đã bị giết ở tuổi 38 vào năm 1981, khi ông đề nghị thay thế một con tin trong một cuộc bạo động ở nhà tù. Ngài cũng công nhận một phép lạ được cho là do sự chuyển cầu của đấng đáng kính Jacinto Vera, giám mục đầu tiên của Montevideo, Uruguay. Trong sắc lệnh, Đức Thánh Cha Francisco đã xác nhận nhân đức anh hùng của 13 tôi tớ Chúa, 4 linh mục công giáo sau đây và một anh em đã được công nhận là đấng đáng kính. Cha Alexander Vosny, một linh mục thuộc giáo phận Bosnan, Ba Lan, người đã sống sót khi bị cầm tù trong các trại tập trung ở Buchenwald và Dachau, sinh năm 1910, qua đời năm 1983. Cha Ignacy Posadzi, một linh mục đồng sáng lập Hiệp hội Chúa Kitô để phục vụ những người di cư Ba Lan trong Thế chiến thứ hai, và dưới sự cai trị của Cộng sản, sinh năm 1898, qua đời năm 1984. Cha Martin Benedict, tu sĩ dòng Francisco từ Romania, sinh năm 1931, qua đời năm 1986. Cha Hugo de Plassy, một linh mục triều phục vụ tại Lecce, Ý, sinh năm 1918, qua đời năm 1982. Thầy Jose Marcos Figueroa, một tu sĩ dòng tên ở Á Căn Đình, sinh năm 1865, qua đời năm 1942. 6 nữ tu sau đây và một nữ giáo dân thánh hiến cũng được tuyên bố là đấng đáng kính.
mẹ Maria Dio của Chúa Quang Phòng, người sáng lập dòng con gái nghèo của Thánh Anthony ở Ý, sinh năm 1863, qua đời năm 1926. Mẹ Maria Ignazia Isacci, người Ý, sáng lập dòng nữ tu Ursuline, Thánh Tâm Asola, sinh năm 1857, qua đời năm 1934. Mẹ Margherita Crispi, người sáng lập tu hội các nữ tu hiến sĩ cho tình yêu Chúa ở Ý, sinh năm 1879, qua đời năm 1974. Nữ tu Margherita Maria Guaini, nữ tu người Ý, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Chúa Giêsu linh mục đời đời, sinh năm 1902, qua đời năm 1994. Nữ tu Magdalena Olina Sorina, người Tây Ban Nha, sáng lập học viện thế tục Señoritas Operarias Parroquiales, sinh năm 1897, qua đời năm 1956. Nữ tu Teresa Veronesi, một nữ tu được tuyên khấn của dòng nữ tu Minime, Đức Mẹ Sầu Bi ở Ý, sinh năm 1870, qua đời năm 1950. Luisa Guidotti Mistrali, một phụ nữ tận hiến người Ý, hoạt động trong Hiệp hội Truyền giáo Y tế Phụ nữ, đã chết khi phục vụ ở Zimbabwe, sinh năm 1932, qua đời năm 1979. I złożyć swój podpis, że się z tym zapoznał. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.